Xưa chúng tôi cứ đi hồ Gươm xong rồi vào chợ Đồng Xuân. Ai, muốn được ai. Đi bộ chơi cho chán thì lại đi mò ra. Em học cùng ai, đi ăn cùng ai. Chợ Đồng Xuân ngày xưa nó đã rộng lắm rồi. Năm năm chín mấy chín hai tới chợ Đồng Xuân. Cứ vào đấy năm 80 tháng 2. À, nhà đấy, nhà tên là đúng là cái nhà thằng đấy là cái chuyển ra gần cái đại văn văn biến thì mới là đúng. Xuống đó đó. Đó vậy nó cũng đẹp vậy, nắng đâu mà nắng. Chú ái vô ăn kem đi. Kem đây thiếu gì mà ăn kệ nó mẹ. Kem đầy. Cái kia rộng lắm. À chị mẹ biết nha. Chứ hay là mình là đến chỗ cũ nãy xả xuyên á. Đang cũng tổng đấy. Đi được chưa? Coi bói đâu ai coi mà coi bói ở đâu ơi, thì mới lấy con rùa nhỏ nè, nó chạy dưới rồi con rùa nhỏ vậy. Đi ra nhanh đi, đi về mà kêu đi nhanh là đi làm sao. Chạy đừng mà ra tông mẹ đi. Ghê quá, hiện nay gì cũng mất ra hết. Đưa đến ô nào nhanh. Trời ơi, mẹ đi đi. Chịu thì anh, đi gần vào đây. Nó đâu có sợ nắng đâu. Nắng cháy mặt hết cả mặt. Đấy. Cái dù cái hồ này sâu không? Ai xuống được đấy mà biết đâu. Đi mẹ. Cái lối chơi cho kênh Ghiền Mì Gõ.
khe này cây xây nè. Đẹp quá trời. Chúng ta chụp hình trên đó. Người nước ngoài nhiều ghê. Người nước ngoài. Rồi ông rùa ông ở đâu? Mà biết rồi mà ông ở đâu? Giữa hồ. Kim này. Cả đó. Ừ. Như ở đây. À. Anh. Ông ở trong đó đó hả? Ông trong đó. Nói ở giữa. Lên. Có gì đâu. Nhưng mà cũng đi chơi sao anh cứ vậy hoài. Ta đi du lịch mà anh cứ nói gì á. Mất tiền phải đi cho nó hết. Biết chừng nào mới ra đây đi cái mang trăm mấy cây số. Để cho em biết. Cho anh đấy. Anh giờ nó dài. Anh, tí nữa anh chụp hình cho em thấy cái đó. Đưa đây. Ba. Cái gì?